Vâng, xin chào bà con, chào quý vị và các bạn. Chúc bà con, quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Cảm ơn bà con và các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh Phương Nguyễn trong thời gian vừa qua. Hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với bà con thêm một cây thuốc quý. Nó là một nguồn dược liệu rất là quý của chúng ta. Đó là cây mật nhân. Đây thưa bà con, đây là cây mật nhân. Cây mật nhân hay còn được gọi là cây bách bệnh, được dân gian truyền tụng với cái tác dụng chữa bệnh rất là quý, chữa được bách bệnh. Vậy thật sự cây có những cái công dụng gì, cách sử dụng nó như thế nào? Thì để giải đáp những thắc mắc đó, thì hôm nay tôi xin cung cấp những cái thông tin cũng như tác dụng của cây mật nhân qua cái video này. Thì cây mật nhân còn có cái tên khác là cây bách bệnh, bá bệnh, mật nhân, hậu phác nam. Là một cây thuốc quý, thân gỗ cao khoảng 1,5 mét. Nó thường mọc dưới tán của những cây lớn, phân nhiều cành, toàn bộ cây đều có lông. Rễ của cây có màu vàng nhạt, khi bóc thì có mùi thơm nhẹ, thân và ruột vàng óng. Lá của nó là lá kép lông chim, không có cuống, gồm 13 đến 42 lá nhỏ đối nhau, dạng hình trứng dài, nhẵn, dày. Trên mặt lá có màu xanh, mặt dưới của lá có màu trắng, nhẵn hoặc có lông. Hoa của nó có màu đỏ nâu, mọc thành từng chùm, có 5 đến 6 cánh rất nhỏ. Hoa và lá bao phủ một lớp lông dày, mỗi cây nó chỉ ra một loại hoa đực hoặc hoa cái. Quả của mật nhân màu xanh khi non và chuyển thành màu đỏ sẫm khi chín. Quả của nó hình trứng hơi dẹt, có rãnh ở giữa, dài khoảng 1 đến 2 cm. Mỗi quả chứa một hạt, bề mặt của hạt có nhiều lông nhẵn, nhiều lông ngắn. Cây này mọc hoang hoặc là được trồng nhiều trên khắp cả nước, tập trung nhiều nhất ở các cái tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Lúc đầu thì cây được tìm thấy ở vùng núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Nhưng mà những năm gần đây thì cây mật nhân được phát hiện thêm ở tỉnh Kon Tum. Vỏ, thân và lá cũng như quả của cây được thu hái quanh năm, dùng tươi hoặc phơi khô. Thành phần hóa học của cây này rất là nhiều. Vỏ của cây có chứa chất đắng là quassin, có hydroxyacetone, camopeterone, bersitorol, trong đó hai chất đắng là uricomalacton có hàm lượng cao nhất và 2,6% dimethoxybenzoquinone, một cái sắc tố màu vàng. Theo đông y thì mật nhân có vị đắng, không độc, tính mát, giúp thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, tiêu chảy, kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa, khớp xương tay chân đau nhức. Tác dụng của cây mật nhân thì nó có rất là nhiều tác dụng, hàng chục tác dụng thưa bà con. Thứ nhất là để điều trị các bệnh về gan, thì chúng ta cho vào ấm khoảng 30 gram cây mật nhân đun cùng với 1 lít nước để uống trong ngày, hoặc kết hợp 10 gram cây mật nhân với 70 gram cây cà gai leo và 30 gram cây diệp hạ châu sắc với 1 lít nước, cho đến khi còn khoảng 500 ml nước. Sau đó chia uống nhiều lần trong ngày, uống liên tục trong khoảng 1 đến 3 tháng. Thứ hai là để chữa đau bụng, ăn không tiêu. Thì lấy mỗi vị 50 gram gồm rễ mật nhân, trần bì, dây mơ, củ bồ bồ, cam thảo, xả, củ ấu, hoắc hương, hậu phác, rửa sạch phơi khô tán bột mịn. Mỗi một ngày chúng ta dùng khoảng 12 gram hãm với nước để uống. Công dụng thứ ba là trị khí huyết kém, người bị nóng thì chúng ta dùng 10 gram rễ cây mật nhân, 10 gram
hà thủ ô 10g đậu đen, 10g rau muống biển, 10g dây gùi, 10g tang chi, 10g cỏ xước, 10g rễ ô môi, 10g dây ký ninh, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. Thứ tư là công dụng chữa bệnh gút, thì dùng mật nhân sắc lấy nước uống sẽ làm giảm tình trạng đau nhức do bệnh gút gây ra. Công dụng thứ năm, điều trị bệnh tiểu đường. Cây mật nhân có khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường từ ruột vào máu, làm tăng tính nhạy cảm của insulin, cũng như hoạt tính để ngăn chặn việc tăng cường tăng đường huyết tốt hơn, đồng thời kích thích tế bào beta của tuyến tụy, tăng sản xuất insulin. Thì bài thuốc chúng ta dùng mật nhân rửa sạch, thái mỏng, phơi khô, sao vàng, mỗi lần lấy khoảng 20g đun sôi với nước trong một tiếng. Uống thay nước hàng ngày sẽ giúp ổn định đường huyết. Công dụng thứ 6 là kích thích tiêu hóa. Chúng ta lấy 20g rễ cây mật nhân, 10g quả chuối sứ, phơi khô nướng vàng, ngâm cùng với 1 lít rượu trắng trong 7 ngày, mỗi lần uống khoảng 30ml nước, uống trong khoảng 3 ngày. Bỏ, không phải, uống khoảng 3 lần trong 1 ngày. Công dụng thứ 7 là phụ nữ kinh nguyệt không đều, đau bụng khi hành kinh. Chúng ta lấy 15g rễ cây mật nhân này, sắc với nước uống mỗi 1 ngày, chúng ta uống 1 thang, uống liên tục trong 7 đến 10 ngày thì bệnh sẽ khỏi. Công dụng thứ 8 là chữa lở ngứa, ghẻ, chàm ở trẻ. Thì chúng ta dùng lá mật nhân rửa sạch, đun nước tắm và rửa chỗ bị chàm, dùng lá giã nát rồi đắp lên. Công dụng thứ 9 là chữa lị, tiêu chảy. Thì dùng quả mật nhân sắc lấy nước uống. Và công dụng thứ 10 là sử dụng để tẩy giun. Thì chúng ta dùng rễ cây mật nhân sắc lấy nước uống để tẩy giun. Ngoài ra, nước thuốc của nó còn có tác dụng chữa đầy hơi, khó tiêu và giải độc. Cách sử dụng cây mật nhân để chữa bệnh. Một là chúng ta có thể ngâm rượu. Thì chúng ta dùng rễ mật nhân rửa sạch, thái mỏng, phơi một nắng. Có thể thêm táo mèo hoặc là chuối hột vào ngâm cùng để giảm vị đắng. Sau đó chúng ta cho vào bình kín 1kg rễ cây mật nhân, 2kg táo mèo phơi khô, 1kg chuối hột, ngâm cùng với 10 lít rượu trong một tháng là có thể dùng được. Cách thứ hai, chúng ta ngâm với sáp mật, sáp ong mật. Thì chúng ta cho 1kg rễ cây mật nhân thái mỏng, 1kg sáp ong mật vào ngâm cùng với 10 lít rượu trong khoảng 40 ngày là có thể sử dụng được. Cách thứ ba là uống nước cây mật nhân. Thì đem mật nhân chẻ nhỏ rồi chúng ta pha cùng với nước sôi 90 độ thay chè uống hàng ngày, hoặc sắc lấy nước uống mỗi ngày 15g chia 3 lần trong ngày, rồi có thể tăng dần liều lượng. Cách thứ tư là chúng ta tán bột mật nhân, tán thành bột, trộn cùng với nước sôi hoặc mật, rồi vê thành viên, mỗi một ngày uống 6g và có thể tăng lượng dùng lên đến 10g. Cách thứ 5 là chúng ta chế thành cao. Thì chúng ta dùng mật nhân tán thành bột mịn, trộn cùng với mật ong, nhưng pha hơi loãng, dạng sẹt rồi nấu lên. Để lửa ở nhiệt độ khoảng 55 độ, sau đó cho vào hộp kín bảo quản trong căn ngăn mát của tủ lạnh. Mỗi lần lấy một thìa cà phê pha với nước uống. Xin lưu ý với bà con, tuy có nhiều công dụng nhưng nếu không dùng mật nhân đúng cách cũng sẽ gây ra những cái tác dụng phụ. Để tránh những tác dụng phụ này thì người bệnh không nên quá lạm dụng mật nhân. Phụ nữ có thai và cho con bú thì tuyệt đối không được sử dụng cây mật nhân này. Còn nếu chúng ta đang dùng thuốc để điều trị bệnh thì nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi áp dụng các cái bài thuốc trên. Đấy, thì xin được chia sẻ với bà con và các bạn về tác dụng của cây mật nhân như vậy. Cảm ơn bà con và các bạn đã theo dõi video.
Nếu bà con thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ để nhiều người biết được tác dụng của cây mật nhân và hãy đăng ký kênh để cùng tìm hiểu những bài thuốc, những cây thuốc quý. Xin cảm ơn bà con. Chào bà con.